Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một video có chủ đề về tử vi 12 con giáp. Tử vi tuổi Sửu năm 2021. Năm tuổi vận khí biến động mạnh, vất vả nhiều bề. Điểm nổi bật xuyên suốt tử vi tuổi Sửu trong năm 2021 là đương đầu với Thái Tuế. Đương số sẽ đón nhận cả thách thức và cơ hội song hành. Nhìn chung là một năm khá vất vả. 1. Tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2021. Bước sang năm tuổi của mình, tuổi Sửu lâm cục diện trực Thái Tuế. Vận trình năm chịu sức ép lớn của Thái Tuế 2021 nên gặp khá nhiều trở ngại và thách thức. Có câu, đương đầu Thái Tuế, vô phúc liền có họa. Tai ương khó tránh, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đây cũng là năm cuối tam tai 2021, khó tránh khỏi vận xấu còn đeo bám. Lại có họa, hoa cái, gây phiền muộn về tinh thần, có phá toái hung tinh, chủ về sự cản trở, hình phạt pháp luật ảnh hưởng. Dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì đi nữa, người tuổi Sửu đều không được chủ quan. Trái lại, hành sự phải hết sức thận trọng để tránh được họa bất ngờ. Bên cạnh đó, trong năm có tỷ kiên xuất hiện, dù bản thân vất vả, tự lo, tự làm hơn trước, nhưng ý chí mạnh mẽ, kiên cường, hứa hẹn tạo ra cú lội ngược dòng hoạn mục, gia tăng quyền lực bản thân trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra tuổi Sửu có thực thần hộ mệnh trong năm 2021, phúc khí dồi dào, tiền bạc dẫu có thăng trầm, nhưng nhìn chung thu vẫn nhiều hơn chi, có khoản tích lũy khá cho bản thân. 2. Sự nghiệp, quan vận. Công việc sự nghiệp trong năm 2021. Xuyên suốt tử vi tuổi Sửu 2021, đương số có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật, vất vả bởi tỷ kiên chi phối. Việc gì cũng muốn làm vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng, cơ hội, không lúc nào để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Sửu chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Tuy nhiên, nếu nắm được điểm này và tìm cách khắc phục, tuổi Sửu sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí lội ngược dòng thành công trong nhiều tình huống. Có thời điểm hội tụ nhiều hung tinh trong năm, công việc của bản mệnh mất kiểm soát, có thể gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại có phá toái chủ với sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Theo đó, làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc. Quan lộ vận trình thăng tiến năm 2021. Năm 2021 chưa thấy điểm nào nổi bật về quan vận của người tuổi Sửu. Lộ trình thăng tiến cũng khá nhạt nhòa, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với năm trước, may ra mới đạt được mục tiêu. Nguyên do bởi có tế quan thực thần đại diện cho sự tự do, tự tại. Thực thần lại khác với quan tinh, ám chỉ không có sự thúc ép này, hay ràng buộc từ phía lãnh đạo bản mệnh ung dung làm việc. Chính vì thế mà động lực phấn đấu bị gián đoạn, khó thăng tiến tự nhiên. Những tháng quan vận vượng, tháng riêng, lưu nguyệt chính là chính quan tinh, án hợp với tuổi Sửu, mang hàm ý quan hệ với cấp trên hài hòa, có cơ hội được đề đạt cất nhắc. Tháng tư âm lịch, lưu nguyệt và bản mệnh hợp kim cục, làm việc có quý nhân chỉ đường dẫn lối, có cơ hội nhắm tới các vị trí chức vụ mà bản mệnh ao ước bấy lâu. Tháng 8 âm lịch, tháng lâm cục diện ám hợp kim cục, lại gặp ấn tinh khắc thực thần, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến, tuy nhiên kèm sau đó là vô số áp lực căng thẳng. Những tháng quan vận suy, tháng 5 âm lịch gặp tháng tương hại, tuổi Sửu ăn ngủ không ngon, tinh thần ức chế, thân cô thế cô, không người tương trợ, khó mà thăng tiến. Tháng 6 âm lịch gặp phải tháng phạm xung, dễ gặp phải trở ngại và đả kích, tuổi Sửu suy nghĩ tiêu cực, dễ làm chuyện càn quấy sự nghiệp, vì thế mà bất lợi. Tháng 9 âm lịch, tháng này dễ bị cạnh tranh do phạm hình với lưu nguyệt, thị phi bổ vây, gây bất lợi cho lộ trình thăng tiến. Tháng 11 âm lịch, dù tương hợp với chi tháng nhưng nguyệt can lỗ xuất tương quan, chủ về khẩu thiệt thị phi, trừ khi xuất hiện kỳ tích nào đó, còn không khó mà hy vọng thăng quan tiến chức. 3. Tài lộc, tiền bạc. Trong năm nay, đương đầu với Thái Tuế, tài lộc của tuổi Sửu có biến đổi khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với tử vi của năm 2020. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể để tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, năm Tân Sửu, Tuế can lộ xuất thực thần, báo hiệu tuổi Sửu có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước.
Thượng thần cũng chính là tinh tú, chỉ về nguồn tài lộc. Với những ai mệnh lý có tài tinh, hứa hẹn một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Ngược lại, nếu mệnh không chứa tài tinh, chỉ đơn giản là thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, điều đó đồng nghĩa việc tăng chi phí để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Những tháng tài vận vượng, tháng riêng có lợi cho dự án hợp tác làm ăn chính thức, tránh xa cách làm ăn ám muội, kẻo vướng quan tụng, mất mát tiền của. Tháng tư âm lịch có quy nhân phù trợ, các ngành liên quan đến kỹ thuật, điện lực, kinh doanh nói chung là dễ phát tài. Tháng 8 âm lịch lợi cho các lĩnh vực như kỹ thuật, tài chính, ngân hàng, đầu tư sinh lời lớn. Tuy nhiên, tháng này áp lực tinh thần rất lớn. Tháng 11 âm lịch, thiên tài vượng vận cho các hạng mục kinh doanh hay đầu tư liên quan đến ẩm thực, ăn uống, dịch vụ. Tháng 12 âm lịch, tốt cho những ai làm trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thu nhập tăng đột biến. Những tháng tài vận suy, tháng 3 âm lịch, tiêu nhiều tiền vì người thân hay bạn bè. Tháng 5 âm lịch, hợp tác làm ăn bị trục trặc, không có lợi cho việc mở rộng quy mô kinh doanh. Tháng 6 âm lịch, dễ phá tài vì không kiểm soát tốt cảm xúc, bất lợi đối với các ngành liên quan đến bất động sản. Tháng 9 âm lịch, phát sinh nhiều việc chi tiêu, số tiền lớn, có thể mất tiền vì bạn bè, người thân, các hạng mục nhà đất, hạ tầng gặp khó khăn, đi xuống. 4. Tình duyên, gia đạo. Đây là năm Tân Sửu, đương số chịu ảnh hưởng của Thái Tuế. Đào hoa không vượng, đường tình duyên lại thêm phần lận đận. Người đồng thân khó tìm được đối tượng ưng ý, chứ đừng nói chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo nhiều sóng gió, bất ổn, Thái Tuế chèn ép, phá toái bên ngoài tác động, tinh thần tuổi Sửu bị ức chế, dễ kích động, nóng giận, càng khiến chuyện tình cảm thêm rắc rối. Thêm nữa, trong năm tuổi của mình, vừa có tỷ kiên và thực thần xuất hiện, nhưng thần sát này không lợi cho vận đào hoa, nhân duyên khác giới, kém sắc. Theo đó, năm mệnh tuổi Sửu, nếu muốn có đôi, có cặp, e rằng bản thân phải nỗ lực nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Nữ mệnh dễ gặp đào hoa kiếp, duyên đến rồi lại đi bất ngờ, muốn níu giữ cũng không được. Tháng đào hoa vượng, tháng riêng, ly nguyệt chính là đào hoa của bản mệnh, nữ mệnh vượng hơn, có người mai mối, tuy nhiên cần giữ chừng mực, kẻo vướng vào thị phi. Tháng năm âm lịch, gặp được người thoải mãn, tiêu chí đề ra, có điều, đôi bên tiến xa, được hay không còn phụ thuộc vào đối phương. Tháng 7 âm lịch, có người giúp mai mối, tình cảm đứa đôi tốt đẹp, được đối phương tận tình chăm sóc. Tháng 11 âm lịch, vận đào hoa nam mệnh, vượng hơn nữ mệnh, đối phương chủ động tìm đến, chỉ cần kiên nhẫn, chờ đợi. Tháng đào hoa suy, tháng 3 âm lịch, gặp phải tình địch, có thể phát sinh xung đột hoặc thị phi ồn ào. Tháng 6 âm lịch, tình cảm gặp trở ngại, nhiều mâu thuẫn đứa đôi, bất luận là nam hay nữ, đều cần kiểm soát tốt cảm xúc mới tránh được tình trạng rạn nứt. Tháng 9 âm lịch, tình cảm lao dốc, dễ vướng lùm xùm thị phi, thậm chí cao điểm có thể động chân động tay, hết sức chú ý. 5. Về sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Sửu chịu tác động nhiều từ Thái Tuế. Đây có thể coi là năm khá vất vả, tất bật vì công việc bản mệnh, do đó liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt. Vì phải đối mặt với xử lý rất nhiều khó khăn, điều phiền phức, tuổi Sửu nảy sinh ra tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân càng sống thu mình hơn, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát triển ra bên ngoài, nên càng u uất, bực dọc, đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Theo đó, trong năm nay, bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn, đừng để bản thân quá căng thẳng, áp lực mà các bệnh lúc nào không hay. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề đi lại và an toàn lao động, đề phòng tai nạn bất cập xảy ra do Thái Tế lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt, nếu kế hoạch sinh con trong năm 2021, đương số phải hết sức cẩn thận, đề phòng bất chắc. Tháng sức khỏe tốt, tháng riêng, có chính quan nâng đỡ, bản mệnh ám hợp với lưu nguyệt, chủ về có kiểm soát và được bảo vệ tốt, do đó tránh được tình trạng đau ốm, tai ương bất ngờ. Tháng tư âm lịch, bản mệnh hợp kim cục với lưu nguyệt, chủ về dương khí vượng, cơ thể khỏe mạnh, bệnh tật thuyên giảm. Tháng 8 âm lịch, tâm tình vui vẻ, ít áp lực hơn, cơ thể vì thế mà phục hồi nhanh chóng. Những tháng sức khỏe giảm sút. Tháng 5 âm lịch, tử vi tuổi Sửu 2021 cho thấy tháng này lâm cục diện tương hại Thái Tuế, tuổi Sửu, nhiều áp lực tinh thần, dễ ngã bệnh. Tháng 6 âm lịch, bản mệnh phạm xung với lưu nguyệt, tinh thần bất ổn, vui buồn thất thường, hành động thái quá, khiến cho cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Tháng 9 âm lịch, lưu nguyệt phạm mệnh, dễ phát sinh mâu thuẫn hoặc thị phi,
thậm chí thương tật ở tay chân do có sự động chân, động tay. Tháng 11 âm lịch, phạm khẩu thị phi, suy nghĩ tiêu cực, chi phối khiến tinh thần mệt mỏi, gây bất lợi cho sức khỏe. 6. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Sửu. Tử vi 2021 tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, mệnh tích lịch hỏa. Trong năm tuổi phải đương đầu với thái tuế, tuy nhiên nhờ có tế quan thực thần chiếu mệnh, tuổi Kỷ Sửu vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Tử vi 2021 tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh Bích Thượng Thổ. Dù năm 2021 là năm tuổi phải đương đầu với thái tuế, nhưng bạn không nên quá bi quan, bởi có cát tinh thực thần chiếu mệnh đem lại bình an, bạn có thể tự mình giải quyết khó khăn hoặc được nhận sự giúp đỡ của người ngoài. Tuy nhiên, trong năm nay, bản mệnh thường quá cứng đầu, thích làm theo ý mình, nên dễ vướng vào chuyện rắc rối không đáng có. Ngoài ra, một số người có thái độ làm việc không chuyên tâm, dễ phân tán tư tưởng, nên dễ mắc lỗi, phải khắc phục sai lầm. Bản mệnh nên chú ý hài hòa cuộc sống và công việc, không nên lẫn lộn việc công với việc tư. Tử vi 2021 tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh Tang Đố Mộc. Năm 2021 là một năm không quá khó khăn đối với người tuổi Quý Sửu. Nhờ vào sự thông minh, tài trí, bản lĩnh hơn mình, bạn vẫn sẽ đạt được thành tích nhất định trong sự nghiệp, tài lộc. Tuy nhiên, bạn ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu cứ mướng, thích theo ý của mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, bạn dễ đưa mình vào những rắc rối, thậm chí còn có tai họa khó dự đoán trước. Thời điểm này, bạn cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hữu nghị với mọi người, nếu không dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Tử vi 2021 tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, mệnh Hải Trung Kim. Trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu cần phải có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với sự cố không thể đoán trước được. Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ để bạn rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang và vững vàng hơn. Các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi cho lắm. Bạn cần phải chú ý cách cư xử của bản thân, khiêm tốn lắng nghe góp ý của người khác, chớ coi nhẹ người đi trước. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Nếu người độc thân muốn tìm được nửa kia của mình thì nên chủ động mở lòng trước. Sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chú ý rèn luyện, không nên giữ cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tử vi 2021 tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, mệnh Giản Hạ Thủy. Năm 2021 chính là năm tuổi của đương số. Thời điểm này bản mệnh cần tránh những hành vi bốc đồng, nóng nảy vì đó là căn nguyên khiến bạn vướng vào nhiều điều thị phi, rắc rối. May được thực thần chiếu mệnh, bạn giữ được thái độ lạc quan, điều đó góp phần lớn giúp bạn vượt qua khó khăn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh là cơ bản ổn định, song không nên cho rằng mình còn trẻ tuổi mà duy trì lối sống thiếu khoa học, chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Muốn tìm được người ưng ý thì bạn sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. 7. Dự báo cát hung tháng trong năm 2021. Trong tháng 1 âm lịch, mặc dù trong năm 2021 chịu áp lực của thái tuế, nhưng khi bước vào tháng riêng, vận trình tuổi Sửu khá ổn định, sự nghiệp có bước phát triển nhất định, năng suất cao, không hề tụt lùi. Có điều tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, tuổi Sửu dễ bị căng thẳng, đầu óc sẽ khiến sức khỏe có phần giảm sút. Tháng 2 âm lịch, tháng này tuổi Sửu chịu tác động khá mạnh của trực thái tuế. Hai phương diện là công việc và sức khỏe bị ảnh hưởng mạnh nhất. Bản mệnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, bản thân hành sự dễ phạm phải sai lầm, ảnh hưởng xấu tới uy tín, sức khỏe giảm sút, tinh thần tiêu cực, dễ sinh bệnh về tinh thần. Tháng 3 âm lịch, tháng cơ hội, tháng này hội chiếu khá nhiều cát tinh trợ lực, vận trình bản mệnh nói chung là khá ổn định, ít gặp xui xẻo bất ngờ, gặp việc khó có quy nhân giúp đỡ, công việc cứ thế mà tiến hành suy sẻ. Có điều thời điểm này chưa thể tạo ra đột phá. Tháng 4 âm lịch, được quý nhân tam hợp giúp sức, công việc của tuổi Sửu trên đà tiến triển không ngừng. Có điều vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh nên bản mệnh trải qua không ít khó khăn trước khi có kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng cục diện thiên ấn khắc sát, tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Ngoài ra chi tiêu nhiều, có hiện tượng phá tài. Tháng 5 âm lịch, sang tháng 5 âm lịch, tuổi Sửu hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là vấn đề về tiêu hóa,
và tai nạn bất ngờ khiến tứ chi chảy máu. Công việc vẫn trên đà khá thuận lợi, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, khả năng cao sẽ được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Tháng 6 âm lịch, trong tháng xung với lưu nguyệt lại là con giáp hạng thái tuế. Công việc tuổi Sửu gặp khó khăn, thách thức, bản mệnh có xu hướng ôm đồm nhiều việc, lao tâm khổ tứ, tự tạo áp lực cho chính mình. May mắn tháng này có hoạch tài bất ngờ, lợi cho người làm ăn, buôn bán. Một số công nợ được xử lý triệt để, bạn dư khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Tháng 7 âm lịch, sang tháng mà dân gian coi là tháng cô hồn, vận trình người tuổi Sửu khá nhiều biến động, công việc gặp khó khăn, cảm giác làm việc bị trục trặc, bị nhiều thế lực cản trở, sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh, tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Tháng 8 âm lịch, sang tháng Đinh Dậu, Sửu Thổ và Đinh Hỏa tương sinh, hình thành thế thực thần, thúc tài rất lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chi tam hợp, cát lại càng thêm cát, tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Có điều cần đề phòng tai nạn bất ngờ, bạn nên hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất chắc tai nạn giao thông. Tháng 9 âm lịch, tháng này sức khỏe người tuổi Sửu liên tục phát sinh trục trặc, nên chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. Tài lộc trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ trúng mánh. Tuy nhiên dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không trọn vẹn. Nếu có thể bớt thấm lam ôm đồm như vậy để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Tháng 10 âm lịch, tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe người tuổi Sửu. Theo đó, người tuổi Sửu cũng mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều bản mệnh chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào công việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Tháng 11 âm lịch, điểm nổi bật trong vận trình tháng này là tuổi Sửu nằm ở phương diện công việc, được tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc đi lại, song thành quả thu về cũng rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tài chiếu, do đó làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm tuổi, bản mệnh chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính, khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tăng nghẽn ở nơi nào đó, chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra tháng này cẩn thận kẻ phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.